Rồi, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Thần Nóng Lazada. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm, nói chung là anh em mà thợ điện tử thì chắc đều biết con này. Đó là một cái chạm hàn nha anh em, chạm hàn Haco 936. Mình mua bản là 2023, xem chất lượng nó như thế nào nha anh em. Ok. Rồi, bộ này thì mình mua ở Lazada luôn, từ shop là Thế Giới Linh Kiện 720. Đợt đấy là mua hết xem nào. Cái bộ này của nó là 279.000 anh em ạ. Tính ra thì vẫn là rẻ so với thị trường nha anh em. Đó, đây chính là bộ chạm hàn Haco 936 của shop này. Shop cái gì nhỉ? Linh kiện 720. Đó, đây này. Đấy, có cả clip của họ luôn. Đó, đầy đủ, rắc rít các kiểu nhá. Đó. Này mình sẽ review chi tiết bộ này. Đấy. Không hiểu trái nó giới thiệu gì. Đó, chạm hàn Haco 936. Đây, con này thì công suất của nó là 60W và nó sẽ ra nhiệt được từ 200 đến 480 độ C. Khá là cao. Rồi, chúng ta sẽ có là phích cắm 3 chân và lõi đồng. Đó. Dây cắm thì dây dài và chuyển nhiệt độ cao. Lõi đồng với lõi đồng có gì biết. Đấy, các cái đầu khớp thì đều số cam kết quảng cáo rồi. Con này sẽ dùng sensor là A1321 nha anh em. Rồi hết, đó chẳng có gì để mà giới thiệu. Đây, thông số của nó đây. Thì trong cái phần ảnh kia nó cũng nói rồi, mức nhiệt của nó sẽ là 200 đến 480 độ. Phụ kiện chúng ta sẽ có một tay hàn, một kệ có bọt biển, một tay hàn sách. Rồi, ok. 270 mấy nghìn nhỉ? 278 nghìn cũng là rẻ anh em. Rồi, trước thì lý do tại sao mình mua cái chạm hàn này thì thực sự mình mua vì cho để sưu tập chứ mình không dùng mấy anh ạ. Tại vì mình vẫn thích dùng hàn sung nhanh hơn. Hoặc là trường hợp mình dùng hàn cơ động thì mình sẽ dùng là cái tay No 907. Tại vì nó nhỏ gọn, lắp nó nhanh. Chứ cái chạm này nó to, nó cồng kềnh. Cái này phù hợp với anh em là làm nghề nha anh em. Tức là có bàn làm việc ấy, đó, mình ngồi cố định một chỗ không di động thì mới mua bộ này. Chứ còn nếu mà dùng như của anh em thì chẳng mới làm thì cũng không nên mua nhá. Nó cồng kềnh, to này nặng. Lắp ra thì nó ấy. Nhưng mà nhìn nó chuyên nghiệp anh em. Rồi, đây cái hộp của Haco 936 này. Hộp giấy nha anh em. Mình thấy ngoài thì cũng được. Đây vẫn là cái tem của họ này. Rồi, bên bộ này mình chút dùng luôn anh em, chút dùng thế nào luôn. Rồi, bên trong này. Đây là chúng ta sẽ có là đúng cam kết của nó, chúng ta sẽ có 3 món. Một cái chạm, một cái tay và một cái đế thì có sẵn bọt biển. Chứ không dẫn đâu. À, nó sẽ có dẫn gì đấy. Rồi, lấy ra luôn. Đó, thì giữ lại cái hộp này. Chạm không dùng nó cắt đi. Chờ đây, hộp ba bên. Rồi, mình đi từ cái đế trước này. Chúng ta sẽ có một cái đế như này. Đó. Ở trong này chúng ta sẽ có luôn là một tặng kèm một miếng bọt biển nha anh em. Cái này dùng anh em đổ nước vào để mình chùm vào hàn. Rất đẹp. Chị, cái này sau mình để cái bùi nhùi các kiểu cũng được anh em. Thường anh em sẽ để bùi nhùi sau này. Đây là cái tay. Đây là anh em nhìn tay mới tinh luôn rồi. Tay của tôi là mới tinh luôn. Nên là chưa có một cái vết gì về dùng. Không biết hôm nay cũng cắm thử anh em, cắm thử xem nó có nóng không, có đổi ấy. Có mở hộp ấy. Ở đây tay. Đây chạm đây. Thực ra bảo nó không cần thì nó cũng không cần lắm đâu nhưng mà vẫn to. Tại vì nhá, anh em để ý này, mình sẽ đi kèm là chúng ta sẽ lắp chạm như này. Đúng không? Đi kèm với nhau sẽ là bộ như này. Thì nó chẳng cồng kềnh gì nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ xem thử cái dây của chạm này này. Dây của chạm này thì chắc là được khoảng 1 mét. Dây này được 1 mét. Và lõi này thì ôi, cái lõi này cũng mệt mỏi anh em. Cái rắc này là cái rắc ba chấu của tàu này. Cái đầu thì cũng hơi dại nhá. Dây thì có vẻ là làm dây cứng ấy, nhưng không biết trong nó cứng nhựa hay là cứng đồng anh em, chả biết đâu. Rồi. Về mặt của con Haco 936 này chúng ta sẽ có là một cái rắc cắm, một cái KL này không biết là cái gì, chắc là để báo quá nhiệt thì mình đoán vậy. Và đây cái núm này thì nó sẽ có một cái chấm đây để mình sẽ bạn cái gạch vàng này là nhiệt độ C, còn trên này độ F nhá. Đây từ 0 độ này 200, 250. Cao nhất là 480. Đó, Haco 936. Đó. Mặt nó chỉ đơn giản, nó không có LED luôn, chúng ta có một cái đèn báo chắc là đèn báo nguồn. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có công tắc tắt vào ở đây. Nó cũng khá là nặng ấy chứ, không nhẹ lắm đâu anh em, khá là chắc tay. Đằng sau chúng ta sẽ có là Haco 936. Con này xuất ra điện là 24V. Nó có một cái lỗ gì đây chẳng biết. Ở dưới này thì có một cái tem niêm phong nhé, tem chống tháo này. Đây. Tháng 8 năm 22, bán mình mua lúc tháng 2 năm 23. Hàng chắc tồn mất mấy tháng. Rồi, ok. Tí mình sẽ ăn thử luôn. Đây là cái tay cầm. Tay này thì dài cũng được 1 mét anh em. Chắc thì có 5 chân. Đầu đây, đầu này, đầu đi kèm chúng ta sẽ là cái đầu nhọn nhá. Thường dùng mình sẽ đổ sang đầu dao anh em. Rồi. Ok, bây giờ sẽ kết nối để dùng thử luôn. Đây nó có một cái gờ đây, mình chưa dùng cái này bao giờ, không biết lắp cái gì đây. Đây, trên này nó có cái đầu nhỏ nhọn đây, chắc là nó sẽ vào cái đầu này. Rồi, mình lắp đúng luôn anh ạ. Tặng này à.
phải dùng cái siết thôi. Đó, ok, nhìn cũng ngầu lòi đấy anh em. Đấy, anh em để trên bàn này, anh em cắm điện xuống dưới. Để dùng cái thằng này thì anh em sẽ phải có cái thao tác này, anh em bẻ cái chân này đi. Đấy, bẻ chân này đi và anh em cuốn cho mình hai thanh ra này. Cái sắt này mình dàn phải chỉnh như này. Đấy anh em, để như này thì mới dùng được nhá. Rồi, đây, mình phải để này thì mình mới cắm được nhé. Đấy, thế là xong. Rồi, sau khi cắm điện xong thì anh em lưu ý là mình bật cái công tắc bên này nhá. Đây này, rồi, nó lên này đỏ rồi đây. Mình lấy hai một lúc. Rồi, mình vặn lúc. Rồi, lúc nhỏ nhất hay không nó sẽ tự tắt này. Rồi, mình vặn lên 300 độ. Rồi, mình thì ít dùng cái bọt biển này. Đấy, cho này nó nở ra này. Rồi, và lần đầu tiên sử dụng ở hàn thì mình sẽ để là 350 độ nhá. Đó, bằng cái con NO907. Có một điện đèn lên này, rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái thủ tục mà hầu hết anh em là dùng ở hàn đều phải. Và đầu tiên anh em biết là gì không? Mình sẽ phải nhuộm. Nhuộm cái đầu này. Và là tráng thiết đúng với hàn đấy. Rồi. Nó khá là ăn đấy mọi người. Mình thấy nó khá là ăn cũng chứ. Mình để 350 thì nó cũng nhiệt cũng hơi cao đấy. Bình thường sẽ để khoảng 300 thôi nha. Này, chiếc nó ngầu ấy. Rồi, cái tiến hành là hàn thử giúp linh kiện với cả hàn linh kiện vào nhá. Đầu tiên là đây. Lấy cái chặn đi cả mạch. Đầu tiên với cái boy đi. Mình sẽ thử rút cái con Dioud này nha. Đây, cái thiết bị của nó khá là dày này. Như vậy ở mức 300 thì nó cũng chảy nhá. Mình đang để 300 độ này. Cũng chảy nhưng mà nó keo khá là nhanh nhá. Được. Rồi, sẽ dùng cái thiết này. 300 vẫn keo được. Ok. Như vậy 300 thằng này thì khá là ngon đấy anh em. Nó hút khá là khỏe đấy. Cái này thì nó hơi đạn này, nó hơi dày này. Này mình sẽ tăng lên là 350 đi. Đây. Cái đoạn này nó hơi dày anh em ạ. Này, tiếp nó ra này. Đó. 350 thì bạn mảng này nó mới đi nhá. Quay, ngủ quá, sửa ở đâu rồi, đây rồi. Tìm rút. Này, rút được nhá, ngon. Cái đoạn này nó cũng khá là dày đấy chứ, sửa vẫn đang nóng đấy ạ. Nói chung là để con này ở 350 thì nó hút khá là khỏe nhá. À quên, nó khá là chắc đấy. Rồi, bây giờ sẽ hàn lại nhá. Đó. Ủa, cái con rút nó nóng ra này ạ, mình dí lâu quá. Thôi, thử cái khác đi. Thử cái bo này đi, mình rút cái con tụ nhỏ nhỏ đi. Con này mình để ở mức 300 thôi nhá. Đấy, con tụ nhỏ nhỏ này. Đúng không? Ăn ngay thiếc anh ạ, ngấu luôn thiếc. Cho đâu là thiếc tan lên đấy. Cái này của hàn mình cũng chế nhá, đây này, nó cái thiếc nó dính hết ở đây này anh em. Cái này thì mình dùng một cái ống cách nhiệt nhá. Mình chế đấy. Rồi. Rồi. Chân này chưa hợp hết. Rồi, rút được. Rút được dễ. Thử sang cái bo mạch to hơn này đi. Đây, mình sẽ rút thử một con tụ này nhá. Cái tụ này. Con tụ to, cái nguồn lá tế này. Nói chung là con này dùng sướng ấy ạ. Đang để là 300 này. 300 thì vẫn cấy nóng rồi nhá. Thiếc vẫn chín. Đây anh em. Mình để mức nhiệt 300 này. Đây. Nó vẫn nóng được nhá. Đó. Cái mũi này thì nó hơi ấy, nếu dùng mọ dao thì nó sẽ ra nhiệt tốt hơn đấy.
Đấy, 300 gì. Đó, vẫn ra nhiệt bốc khói này. Rồi, rút thử nhá. Mình để ở 300 này này. Vạch là 300. Đó. À, hút thử. Đầu nó tắt rồi nhé. Cái đầu nó tắt ở trong này. Tắt thiếp là hút không ra này. Nó tắt rồi. Ồ, thiếp nó đóng thành ngay. Hút không ra luôn. Tắt ở trong này anh ạ. Dùng cái này thì anh em phải thông nhá. Đấy, cái ông này dùng cái này heavy. Anh nó tắt ở đây này. Anh nghe chưa? Đó, cục thiếp nó hút được khỏe lên quá. Rồi, chơi tiếp nhá. Anh lắp lại vào đây. Rồi. Vẫn đang để là 300 nha anh em. Đấy, ui. Khỏe nó hút chất rồi, phát ra lỗ luôn này. Đấy, phát ra lỗ luôn này. Đấy, tiếp nhá. Bên này. Này không hút khỏe như vậy đâu. Rồi, đây là chạm ra rồi đấy. Chưa ra nhé. Rồi, ra chưa? Ra nhá, chỗ này nó rắn keo nhé. Đó, ra. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái tại vì trong nguồn Atix nó có những cái mức hàn rất là to đấy, như này này. Mình sẽ thử mức đang vẫn 300 xem nó có rất, nó có nóng được đoạn này không nhá. Đây này, cái này nó mà nó nóng mà nó, kiểu như là không rút được dây người ta cắt luôn cái đoạn này ạ. 300 này. Nóng tốt nhá này. Nóng tốt luôn. Rồi, kia không ra là bún luôn này. Rồi. Có đúng là cái chạm hàn của nó ngon thật đấy anh ạ. Rất khỏe nhá. Đây là cái mũi này. Cái này rất to này. Rồi, bị vấn đề 300 nhá. Chưa dùng hết maximum của nó đâu, là 480 đâu. Rồi. Rồi, phải thiết quá dễ luôn anh ạ. Ngon. Nói chung là đầu tư 279.000 cái này là xứng đáng anh ạ. Không chỉ sưu tập đâu mà mình dùng hàn nhiều ấy thì nên đầu tư một cái anh ạ. Rất chắc luôn. Rồi, mình hàn lại nhá. Đây, dùng xong này. Chùi này đi. Đấy, nó lại sạch. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn lại thằng tụ này. Chẳng dùng cái này đâu, cứ gắn vào để hàn thử xem nha. Đây, cực âm đây, nó phải theo cái quy tắc của nó đây. Cái vạch đen là vạch âm này. Rồi, ok này. Hàn vào nhá. Tụ bốn đây. Hàn vào. Vẫn để 300 nhá, đây này. Từ đầu mình vẫn để 300 cho anh em này. Đây, cái chấm này là 300. Anh em nào thấy mờ quá thì mình dùng hút xóa. Đây. Chấm ở đây nhìn cho rõ này. Đấy. Nhiều khi nó khó nhìn vậy này. Mình phải để 300 nhá. Con này thì nó sẽ có chế độ ngắt thông minh hơn là con 907. 907 thực ra nó không ngắt được ạ. Cái này nó có sensor nhiệt, nó sẽ ngắt được nhiệt. Nhưng mà 300 thì nó không ăn cái thiếc này anh ạ. Đây này. 300 cái thiếc SN63 này thì nó lại không ăn nha anh em. Đấy, hay là mình bị tổn thương điện. À không phải, nó vẫn lên đèn đỏ. Đây này, nếu 300 thì nó lại không ăn, nó không chảy cái thiếc này nhá. Chảy rất yếu. Cái thiếc này nó phải 350 nó mới chảy. Là cái thiếc này này. Đấy, nghe không? Cái thiếc này nó phải là 350 nó mới chảy nhá, nếu mà cái mỏ hàn 936 này. Đó, nó chiếc nóng để cao, để mình sẽ hàn lại vào đây. Đang để bao nhiêu ấy? Sao không bóng thiếc nhỉ? Mình tăng lên tí nào, đúng 350. Hàn cái muối này thì nó không ăn nó, không đâu.
Hàn thằng này thì không bóng nhỉ, nó chảy nhưng mà nó không bóng. Mình chỉ tăng lên tí nhá. Ba giữa 350 là 380 thế nào? Vừa 380 thì nó vẫn bóng đấy. Cái này thì bỏ Hàn này, xong còn thiết anh em nhé. Bỏ Hàn, Hàn bóng chúng ta sẽ cần nó thiết xịn, chứ có nhiệt độ nóng chảy thấp. Bỏ Hàn ngon, và cả mũi bỏ Hàn nữa nhé. Hàn thì không bóng lắm nhỉ, mà Hàn lâu thì dễ chết đi kiểu đó. Đúng không? Con này chắc phải dí lại ít cửa thông nhỉ. Trắng lại rồi mũi Hàn. Mình Hàn xấu quá. Ôi, để với 300 nhá. Rồi, làm lại cái mạch này đi. Đó, nó phải giúp có tụ ở đâu ra nhỉ? Đâu nó tụ nhỏ này. Cắm lại vào cái này nhá. Cái tụ C4 này. Cái vạch này sẽ là vạch âm này. Rồi. Để lên 350 nhá. Cái kiếc này phải 350 mới hạt được nhá. Bóng thì phải để 400 mới bóng được nhỉ? Mình phải để 400 thì cái mối này nó mới bóng ấy. Chứ này nó phải 380 thì nó cũng chưa bóng được đây. Chân này anh em nhìn này. Mình Hàn bằng cái 380 này. Chân nhìn nó còn rỗ rỗ này cơ mà. Mình đang để là 400 nhá. Bút lại này. Mình 450 chưa nào. Để cao thì rất hại mũi bảo Hàn đấy nghe. Nó bị phân hủy cái mũi bảo Hàn này. Mũi bảo bóng bắt buộc chúng ta phải ra nhiệt thôi. Rồi. Cái mũi này mũi bóng mình phải Hàn tận là 400. 450 độ anh em ạ, vậy đó. 450 đó. Thì nó mới bóng. Mình đang để lại cái mức là chỉ có 300 thôi. Nó cũng tùy cái mối Hàn này, cái mạch Hàn, những cái mạch nó dày như này do tiết Hàn, đó, sẽ Hàn nốt con này vào xong cái ý thiện hôm nay nhé, đây này Hàn nốt cái con này ở bo nào này, đây con này nó ở cái bo này thì phải nói chung là Hàn cũng thích, nói chung là có tiền cũng nên đầu tư bộ anh em mà làm điện tử ấy, tất nhiên là ông thợ thì chắc chắn ông nào cũng có rồi, nhưng anh em vọc vạch như mình thì cũng nên sắm một em. Okay. Con này mình sẽ để lên là 350 nhá. Rồi, 350 chút để Hàn. Cái thiết này bắt buộc phải 350 mới Hàn được anh ạ. Không, nó không chảy ra. Cho lên 400 đi. Mình thấy Hàn con này 300 nó cũng hơi đuối. Được, cái mạch này thì 400 là ăn anh em. Chọn cái vết hết nó bóng không ấy. Đang để 400 nhá. Này rất đen nhanh em nghĩ Hàn này. Đó, con này 400 thì Hàn ok. Rồi. Đây, cái này thì Hàn ở mức 400 này. Đây, anh em này, đây mình Hàn cái con này. Con diode này. Đây là 400. Đây, con này được này. Cái bạch nhỏ này thì phải Hàn ở mức 350 này đây. Đây mình Hàn mấy con tụ này. Đây là con tụ này đó. Con tụ này chứ nhỉ, đây con tụ này. Đây, mức này là mức 380. Còn cái bo này thì mình phải Hàn ở mức 450 mới Hàn được anh ạ. Đây, Hàn cái con tụ này. Đây này,
mà nhìn nó còn xấu chứ. Đây. Cái chân này nó lỗ lúc nãy nhá. Hai cái chân này thì nó là trùng nhau thôi. Đây, một chân, cái chân này nó cắm ở đây. Đó. Thì sau khi mình thử xong này, xem đầu mũi hàn anh em này. Đầu mũi hàn đen xì luôn anh em. Đây. Đầu mũi hàn nó đen luôn đấy. Đầu mũi hàn đen luôn nhá. Nhưng mà nói chung là cái bộ này thì hàn được anh em, hàn được. Nhưng mà với cái mức nhiệt nó cũng khá là cao anh em, mình hàn nó 450 hàn cái mạch nguồn này thì nó cũng sắp xỉ gần hết công suất của nó rồi. Cái mức 450 nó ở đây này. Đây là mình hàn mức này. Mình chưa vặn maximum nó đâu. Đó. Nói chung là mình đánh giá là cái bộ này mua ở cái shop này thì rẻ. Sản phẩm đẹp, đủ phụ kiện. Hàn ở mức nói chung là cũng không ngon lắm. Đó, không ngon lắm. Vẫn phải để mức cao thì mình hàn những cái bo này. Nhưng mà những cái bo nó dày như này thì cũng đúng thôi anh ạ. Với cái mỏ hàn sung mình hàn cái bo này cũng khoai phết anh ạ. Với cái mỏ hàn sung hàn cái này cái mỏ hàn sung nó còn khét lẹt rồi. Đó. Nhưng mà cái bộ này thì rất tiện cho anh em làm nghề thực hành điện tử sửa chữa lặt vặt. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và nói thêm video hay. Mình nghĩ các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.